Rồi, hello anh em nha. Hôm nay được bận biểu các bạn ơi. Rồi các kiểu gói hàng kia nọ rồi hôm nay có lời khuyến qua rồi cũng soạn hàng cho lời khuyến. Rồi đồ đạc tùm lum thành thử ra giờ được cũng mới rảnh rồi, mới kiểm hàng xong về được số cần Asino Carrot. Nó quay cho quý vị và các bạn xem. Như có mấy mẫu câu tôm mà với câu cá rảnh đâu nè, được lấy về thử cho bạn xem. Đó. Mẫu thấy cũng khá là đẹp nha bạn, làm chỉ nè, kiểu chỉ đồ xéo xéo ở đây đồ cũng đẹp quá các bạn. Đó, mấy cái mẫu cần mới về mét 35 câu tôm mà rảnh câu đồ nè. Thì mấy mẫu này cũng giá rẻ đó cả nhà. Thì quay cho các bạn xem, nó rất là đẹp. Nó độc đặc đồ, sơn rất là đẹp, chỉ đồ rất là đẹp luôn. Đó. Thì được cũng mới lấy về rồi cho quay cho quý vị và các bạn xem. Rồi được cũng xin chào anh em nha. Và mục tiêu chính của mình là Asino Carrot nha. Rồi hàng mới về đây có một cái ốp cần câu tay nha cả nhà. Bữa được về Long Hua thì chưa có ốp này, thì mỗi mốt anh em mua cái cần câu tay thì chắc được sẽ tặng cho anh em cái này luôn, anh em khỏi mua. Còn anh em chưa mua, mua lẻ thì được sẽ bán cho anh em. Còn anh em mà mua cần câu tay cho được tặng này luôn, chơi chơi lớn mà. Rồi không để các bạn chờ lâu nữa, được sẽ qua cái mẫu Asino Carrot. Thì hổm ngày các bạn mẫu này hết hàng rồi, nói chung là kiếm tôi gọi là đỏ lên chân, đỏ mắt hết trơn luôn cả nhà. Thành thử ra là chưa có về thì hôm nay được về rồi cũng quay cho quý vị và các bạn xem. Rồi giờ được cũng sẽ trên tay các bạn xem. Thì được đây có 3 size nha cả nhà. Bây giờ 3 size Asino Carrot thì có 3 size là mẫu 2m1, 2m4 và 3m nha cả nhà. Đó, quay cho cả nhà mình xem nha. Rồi rất là đẹp luôn nha. Đó, lần lượt của em nó là 380.000, 2m1 nè, 380.000 nha cả nhà. Rồi 2m4 là 400.000 và 2m7 là 420.000. Đó. Rồi cho cả nhà mình xem nha. Rồi nó trên là mỗi size với nhau là 20.000 nha cả nhà. Đó. Asino Carrot. Cán hở rất là đẹp luôn. Đó. Như đích để là Asino. Mấy cả nhà, quay cho cả nhà xem nha. Asino cán hở, anh em fan của cán mút rồi cán hở rồi thì anh em chơi loại này nha. Nó bát máy của hãng Asino luôn, bát máy hãng luôn nha cả nhà. Đó, rồi quay cho cả nhà anh em mình xem nha. Đó, con này đây rất là đẹp luôn, đẹp không tì vết luôn. Đó, Asino Carrot tem nhãn đồ làm các kiểu carbon sắn. Fan của nó thì fan thường của hãng. Giá này thì anh em không đòi hỏi fan Fuji nổi rồi. Đó, con này đánh cảm giác là thầy chùa luôn nha. Đọt của nó là khoảng 2.4 nha cả nhà. Đó, thì được có 3 size 2.4, 2.3, 2.1, 2.4, 2.7 và 3m. Lần lượt là 380, 400 và 420 nha cả nhà. Đó, quay cho anh em và các bạn xem. Đó, anh em thấy chưa, sướng chưa. Rồi, được cái về một mẫu câu tôm. Thì được về thử hàng coi nó đẹp không. Nếu đẹp thì được sẽ lấy số lượng nhiều rồi cho các bạn xem. Đây là mẫu tôm bằng S35. Mình nhìn sơ qua thấy là khá là đẹp và sắc sảo luôn cả nhà. Nói chung là từ bát máy mút rồi từ chỉ cần rồi từ sơn luôn nè, trời ơi đẹp quá, đẹp quá đẹp luôn. Nó cần tôm, nó anh em cần thì cứ inbox cho được qua số điện thoại là 0963890470 nha anh em. Nó thì cần này được bán chắc cũng khoảng chừng 101, 102 gì à. Không có mắc đâu cả nhà, thì cỡ 102 á, 101, 102 gì à. Thì được sẽ coi giá lại rồi sẽ inbox cho anh em sao nha. Cây này mình chưa coi giá luôn. Đó thì nó tầm khoảng 120.000 á cả nhà. Đó, gọi được chào anh em nha. Rồi anh em mua hàng thì cứ inbox mình qua số gọi là 0963890470 nha. Asino Carrot về hàng, cần tôm về hàng, rồi ốp cần rồi về hàng. Nói chung là hôm qua nay về rất là nhiều đồ các bạn. Đó, đầy đủ đồ chơi cho các bạn anh em, đồ đi câu cá cha, câu giả lớn rồi kia nọ đồ cần thì cứ inbox cho được nha. Máy ben, máy đồ đầy đủ nha cả nhà. Đó, quay cho anh em rồi xem. Rồi được cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Hàng về cả nhà ơi, nhanh tay lên nha. Inbox của mình có số điện thoại 0963890470 nha anh em.